Rồi rồi, xin chào tất cả mọi người đã đến với chuyên mục đánh răng mỗi tuần. Và hôm nay chúng ta đã có một team vô cùng mới, đó chính là team full hệ điện. Song hành cùng một dàn những Pokemon máu mặt thì tôi đã có sử dụng Charizard. Một Pokemon mà tôi đã có đề cập trong video về những Pokemon tốt nhất là không nên tiến hóa. Hình như là mới ra hôm qua. Các bạn có thể xem qua đó để xem tại sao tôi đã sử dụng con Pokemon này. Cơ bản là tại vì đặc tính của nó là Battery, có thể tăng 30% sát thương đặc biệt cho những Pokemon sử dụng chiêu đặc biệt. Đấy. Và trong đây thì có Miradon, chắc là được hưởng lợi nhiều nhất từ đặc tính này. Cùng với Zapdos và một số Pokemon khác, tôi đang không biết là nên xài Iron Hands với lại Raging Ball như thế nào. Bởi vì theo test team của tôi thì tôi xài 4 đứa này thấy ok. Còn hai con còn lại thì tôi chưa biết xài như thế nào cả. Bên đối thủ cho Gouging Fire với lại Rillaboom ra trận. Tôi nghĩ con Gouging Fire này chắc là nó hỗ trợ thôi chứ nó cũng không gây sát thương lớn lắm. Có nên gọi ra trời mưa không ta? Gọi ra trời mưa xong rồi dùng cuồng phong Hurricane để hạ con Rillaboom trước. Tôi không biết là con Rillaboom đó nó sẽ phải cao vô đâu. Hy vọng là nó sẽ phải cao vô con Thundurus. Bởi vì Thundurus của chúng ta cầm Cover Clock, cho nên là nó sẽ không bị flinch bởi phải cao. Hy vọng là họ sẽ đánh vô. Nếu mà họ đánh vô Zapdos thì mình thua thôi. Ok. Bây giờ mình sẽ set up theo win để cho đồng đội mình có lợi thế về tốc độ. Xong rồi lượt sau chúng ta sẽ gọi mưa. Rồi, nó snow. Ok, Zapdos bị giảm một bậc tấn công đặc biệt rồi. Bây giờ chúng ta sẽ gọi mưa. Không biết là gây được bao nhiêu sát thương nữa. Tại con Rillaboom chắc cầm Assault Vest. Gọi mưa xong rồi cuồng phong thôi. Hy vọng mình được nửa cây máu. Hơn nửa cây máu nha, vậy được. Confuse luôn, được. Chắc lượt sau là hạ được con Rillaboom này rồi. Ok, nó knock off. Mình không hồi máu bằng Citrus Berry được rồi. Bị giảm 2 bậc tấn công đặc biệt có hạ được Rillaboom không ta? Tôi muốn... Ok, tấn công con Rillaboom đi. Vì sao cũng phải hạ con Rillaboom cái đã. Bởi vì môi trường cỏ của nó có thể sẽ đè được môi trường điện. Yay. Tiễn đi một em. Nhưng mà con Gouging Fire tôi cảm giác là tôi không hạ được nó. Con này cứng thế nhỉ. Rồi nó bị tê liệt. Hên nhỉ. Nó bị tê liệt và nó sẽ không sử dụng Snow đợt này. Nhưng mà Zapdos của mình bị giảm một nửa sát thương đặc biệt rồi. Không biết là con sau là con gì. Chắc là Corridon quá. Chứ gì nữa. Nên mục tiêu của chúng ta là cố gắng giữ con Thundurus ở lại. Nếu mà chúng ta mất con Thundurus thì khả năng thắng của mình khá là thấp. Bởi vì trong trời nắng thì Corridon nó được cộng sát thương vật lý. Cho nên là mình sẽ cố gắng giữ lại con Thundurus, đè môi trường của nó. Môi trường gì thời tiết chứ lộn. Coi nào. Tôi sẽ gọi trời mưa và dùng cuồng phong lên con Corridon. Và nó protect rồi. Ok, cũng dễ đoán. Nước đi của mình dễ đoán quá nên nó đoán được. Bên đó mà muốn thắng mình là bên đó phải xử con Thundurus của mình. Nhưng mà có vẻ như là họ không quan tâm tới con Thundurus lắm nhờ. Rồi, Zapdos bị giảm 3 bậc tấn công đặc biệt rồi. Tôi sẽ dùng tê liệt lên con Corridon để giảm tốc độ của nó.
hy vọng là trong lúc nó bị tê liệt thì nó sẽ đứng luôn, nó không tiến lên tấn công được nữa. Đó chỉ là mình hy vọng thôi. Sera con gì? Sera Corridor nè. Rồi, bên đó Sera hệ thép rồi. Nhưng không sao, cũng may chúng ta vẫn có thể làm nó tê liệt được. Chỉ có điều là Hurricane không có tác dụng. Cho cháu đá xe thiệt chứ. Ok. Ủa, con Gouging Fire bên bển không có chiêu nào khác nữa ta? Nó không có Hit Crash à? Zapdos thì tôi đang không biết là có nên cho nó đứng đây cấu bao nhiêu, càng nhiều máu càng tốt. Chứ giờ mà rút về thì cũng nguy hiểm cho hai con còn lại. Hy vọng là Zapdos sẽ đủ sống để mà set up Tailwind một lần nữa. Rồi ngủm cũng được cưng. Ok, họ đã rút Coradon về. Dễ hiểu. Chút họ nó trở ra lại thì nó sẽ đè được trời nắng lên. Working Way, ok. Trời, sao toàn mang cái con hầm hố không vậy? Thôi thì mình cũng có khác gì người ta đâu. Viral Storm. Ok, cũng được chút máu. Sắp lót sống giùm. Woo, hú hồn chim én nhỏ. Ít ra thì cũng còn sống một chút. Set up Tailwind xong thì mình... tôi nghĩ là mình sẽ cấu được miếng máu của con Working Way nhờ. Đúng không? Nhưng mà quan trọng là giờ tôi nghĩ là tôi sẽ rút con Thunderous về. Con Thunderous còn không nhiều máu, cho nên là chúng ta phải bảo toàn nó lại trong đợt cuối cùng để mà đè thời tiết của con Coradon. Còn con Zapdos này thì tôi sẽ thổi cuồng phong vô mặt con Working Way nhờ. À, ok. Chachabug ra nè. Chachabug xuất hiện thì nó sẽ cộng thêm 30% sát thương. Ok, không còn cộng gì nữa, nó bảo vệ nó rồi. Và chúng ta tạm biệt luôn. Rồi, đi luôn sắp đó. Wow. Ok. Mất con Zapdos rồi nhưng mà không sao, chúng ta đã có lý do để đảo con Mirrodon ra. Rồi, xuất hiện đi Mirrodon. Cho tụi này biết thế nào là lễ hội đi nè. Đúng như tổ hợp tôi mong muốn, đó chính là Mirrodon đi chung với lại Chachabug. Thì sát thương của nó sẽ tăng lên khá đậm. Bây giờ thì tôi nghĩ là tôi sẽ giảm sát thương đặc biệt của hai đứa này bằng Struggle Bug hỗ trợ thôi. Còn Mirrodon thì sẽ đánh chính. Mình sẽ xe ra cho nó thành hệ tiên, xong đó sử dụng là Dazzling Gleam đánh cả hai đứa cùng một lúc. Ok. Working Way bên đối thủ tính protect hả mày? Làm sao mà được? Yeah. Làm sao mà protect được hai lần cưng? Không có quá đáng kể với lại con Gouging Fire này. Và chuyện vui, chúng ta bị giảm một bậc tấn công đặc biệt rồi. Trời mưa cũng hết rồi. Bây giờ họ còn hai con thì con Coradon sẽ xuất hiện và gọi ra trời nắng. Khá là bất lợi, bởi vì nó sẽ tăng luôn chỉ số gì con Gouging Fire tăng gì vậy? Tăng gì ta? Ồ, tăng phòng thủ đặc biệt à. Con Gouging Fire giờ cứng hơn rồi. Chúng ta phải
cố gắng là đè được thời tiết của con Corridon. Nhưng mà tôi không biết là nếu mà giờ cho con Thunderous ra thì con Corridon nó có xử con Thunderous không ta? Lỡ con Thunderous ra cái chích ngắt rồi sao trời? Hy vọng thôi. Trận này lâu nhờ. Đánh nãy giờ cũng được như là 10 phút rồi. Yeah, bọn bị tê liệt rồi, không đánh mình được. Yay. Morning Sun á. Oh. Ê mà nãy giờ mới thấy có 3 chiêu à. Tại sao còn chiêu thứ tư của nó chiêu gì vậy? Bây giờ thì chúng ta chắc chắn là phải đè được thời tiết rồi. Cơ hội ngàn năm có một. Đè trời mưa nó lên. Hên nhờ. Con Corridon bị tê liệt đúng lúc đó ta. Chứ con Corridon mà nó không bị tê liệt là tôi mất con Thunderous rồi. Yay. Oh. Wow. Woo. Ôi. Con Corridon nó bị tê liệt thêm lần nữa. Ủa? À, nãy giờ làm thắc mắc tại sao có chiêu lân này nó không có làm giảm một bậc công vật lý của Corridon. Tại nó mang Clear Amulet. Trời đất ơi, tôi quên được là. Yeah. Cũng được đó. Cũng được một nửa cây máu. Thunderous hy sinh cũng được. Đủ rồi em. Hả? Yeah. Trụ này được. Như không. Trời ơi, đang tính vui mừng luôn á. Đang tính vui vì mình trụ lại được rốt cuộc. Vô nghĩa. Thiệt là vô nghĩa. Đang tính cố gắng cho con Thunderous trụ lại được lần này. Thì chỉ cái môi trường điện cũ nó sẽ biến mất. Và đúng lúc con Mirrodon ra xuất hiện thì cái môi trường điện lại thiết lập lại. Bây giờ không kịp rồi. Bây giờ chúng ta còn chút xíu thời gian để sử dụng môi trường điện thôi à. Phải đánh trong lượt này. Phải xử con Corridon trong lượt này. Để lâu môi trường điện biến mất là sát thương không có nhiều nữa. On in luôn. Dốc hết tình này ta trả nợ tình xa nè. Ủa? Sao nhiều cái ủa dữ vậy? Rồi. Hết môi trường điện đúng không? Theo như tính toán nãy giờ là hết môi trường điện rồi đó. Oh. Yeah. Con Gao Trinh Phai nó bị tê liệt nữa rồi. Chứ nó không nó sử dụng Snow là mình bị giảm một bậc công đặc biệt nữa. Nhưng mà nãy giờ mình hên nhờ. Cứ đối thủ bị tê liệt hoài luôn á. Chứ nó không nãy giờ chắc mình cũng thua từ đầu á. Có không ta? Ừ. Ê, mình hên. Tôi mà là đối thủ nãy giờ chắc tôi tức lắm á. Cứ bị tê liệt hoài. Mà đúng lúc quan trọng không à. Yeah. Yên nghỉ được rồi đó cưng. Bye bye. Xử được con Corridon. Nhưng mà có điều quan trọng nữa là con Gao Trinh Phai mình không có. Ok luôn, con Gao Trinh Phai mình không có cách nào để mà hạ nó hết trơn. Bây giờ chỉ còn hy vọng chiêu Dazzling Gleam là cấu được nhiều máu của nó nhất thôi. Tiếc thiệt là con Charizard nó không có chiêu hỗ trợ nào giảm phòng thủ đặc biệt hết. Bây giờ xài Dazzling Gleam thôi nhờ. Chứ còn gì nữa đâu. Ok. Wow, nó bị tê liệt nữa. Sao hên chứ ta. Trời ơi, mình là đối thủ chắc mình tức lắm luôn á. Cái hiệu ứng này mất dạy thiệt chứ. Hmm.
Đúng, giờ tôi mới thấy hiệu ứng tê liệt là cái hiệu ứng chó đẻ nhất. Chó đẻ còn hơn bị bỏng nữa. Với lại buồn ngủ nữa. Tôi thấy buồn ngủ là mình biết mình ngủ mình không sao nha. Rồi, ok. Hên nhờ, trận này hên. Bị tê liệt hoài, đối thủ bị tê liệt hoài luôn. Vô, chúng ta qua trận thứ hai nè. Ồ, trận thứ hai này gặp Kauger. Không sao, không sao. Thế mà thật ra cái format này nó bị... Tôi thấy là phải chi format của hội Sen 8 á, là người ta được đem hai huyền thoại cấp cao. Thì con này khác con kia. Thì còn con thứ hai để mà phòng hờ lại. Còn đằng này ấy, thắng thua hay là yếu thế hơn là mình nhìn cái con chủ chốt là mình thấy liền luôn á. Tôi thấy cái nhịp độ trận đấu format này nó bị nhanh với lại hay gọi là hơi dễ đoán so với lại vọt map hồi Gen 8 á. Kiểu nhìn chủ chốt là biết mình đang trong thế gì luôn á. Vậy thì nó bị cái trận đấu thì nhanh nhưng mà áp lực thì cũng nhiều. Đấy. Nhưng mà không có nghĩa là bên mình hệ điện, bên kia hệ nước là mình thắng thôi nhá. Bây giờ tôi đã có chuẩn bị sẵn để đấu với lại con Kauger rồi. Là chúng ta sẽ dùng Eerie Impulse để giảm hai bậc tấn công đặc biệt của nó để mà có khả năng sống sót cao hơn. Xong mình sẽ gọi Tailwind ra. Bên kia cũng xài Tailwind. Đấy, bên kia mà mình mà không chuẩn bị chiêu này thì con Kauger nó qua the spawn một cái là chết cả lũ. Rồi mình giảm hai bậc công đặc biệt rồi mà nó vẫn lấy được hơn nửa cây máu của Zapdos. Đỉnh nha. Không giảm thì con Zapdos này đi luôn rồi. Tailwind. Bộ mày biết thổi gió, tao không biết thổi gió hả? Giờ trời mưa sẵn rồi cho nên mình sẽ dùng... Tôi vẫn muốn xài Thunder Wave để cho con... Tôi không biết là con Tornadus bên kia nó có Thorn không. Tùy lắm. Lúc thì có, lúc thì không có, cho nên mình cứ đánh liều đi. Mới nói có liền. Tuyệt. Không sao, không sao cả. Ít ra là mình đã có khả năng rút máu của con Kauger. Yeah. Được hơn nữa cái máu đỉnh à. Còn sống. Ba mày còn sống. Bây giờ mình sẽ Wild Storm. Trời mưa rồi, xả chiêu hệ điện thoải mái thôi. Con Tornadus bên kia nhanh hơn. Giờ bên kia theo hướng gì vậy? Không phải theo hướng hỗ trợ hả? Bên kia là tăng tốc độ với lại công đặc biệt đó ta. Thôi kệ, bên kia tăng cái gì tăng, mình tăng mình thắng. Hạ được con. Thấy không, kiểu có một con chủ lực à. Con đó mà chết thì coi như cán cân nó hơi bị lệch luôn á. Nhưng mà nhờ vậy thì mấy con Pokemon bình thường mới được xài nhiều hơn. Mà thật sự là tụi nó bình thường chưa vậy trời. Tao thấy trên sàn giờ là ba con đều là thuộc hàng huyền thoại không à. Đúng là sàn đấu không có chỗ cho những con Pokemon bình thường. Không sao, chúng ta có một ngôi sao sáng, đó chính là Chachabug. Nãy giờ Chachabug chưa chết. Chưa chết đợt nào. Uê, bên kia đã tăng tốc độ. Bên đó nghĩ là con Chachabug của mình sẽ xài toàn là chiêu hỗ trợ. Nhưng không. Đâu có dễ đoán vậy được. Hết hồn. Ủa, tôi tưởng bên kia sẽ cố gắng xử con Thunderous. Bye bye. Bây giờ con Thunderous của chúng ta đã có thêm 30% sát thương đến từ Chachabug. Là chiêu Struggle Bug này nó sẽ hạ được một bậc
công đặc biệt của Spider-Man xuống. Ok, bây giờ chúng ta hết bị torn rồi. Thì... coi... Rillaboom. Cũng không đáng sợ lắm. Rillaboom không phải là mối đe dọa đối với hệ điện. Mình nên giảm... bây giờ nó bị giảm công đặc biệt rồi thì mình sẽ cho nó bị tê liệt luôn. Ấy. Còn Rillaboom thì... Wow! Con Rillaboom nó phay cao vô con Sarabot. Vậy nó không bị lừa nữa rồi. Nhưng mà ít ra thì con Flutterman nó bị tê liệt. Thì chúng ta sẽ có cơ hội để nó bị tê liệt như trận trước nữa. Mình chơi mất dạy quá. Không sao. Nó mà có con Among Us nó cũng ru ngủ mình thấy bà mình luôn. Tê liệt cơ mà. Xong rồi. Sao ta? Crashy Terrain. Con Flutterman đang bị giảm một bậc công đặc biệt nên tôi sẽ giảm tiếp. Giảm 3 bậc luôn. Cho mày chừa. Nó nhắm vô con nào. Yeah. Bị giảm 3 bậc công đặc biệt làm gì mà còn sức nữa. Ok. Đau đó mày. Được gần nửa cái máu rồi. Được á. Vậy cũng có cách hạ con Rillaboom này rồi. Tôi nghĩ là tôi sẽ... làm tê liệt con Rillaboom. Để chừa đường cho con Miradon thì chúng ta phải set up đầy đủ điều kiện cái đã. Đối thủ phải bị dính nhiều thế xấu nhất thì Miradon mới có cơ hội mà xử hết tụi này. Moonblast. Ok. Chắc đợt này đi rồi. Ok, không sao. Đủ sức. Đúng ý đồ của chúng ta. Nó chính là con Miradon xuất hiện thì con Rillaboom nó sẽ không thể nào sử dụng. Ê, tê liệt có phải là do được sử dụng bởi mấy con hệ điện cho nên là tỷ lệ bị tê liệt nó cao hơn không ta? Sao nãy giờ tôi gặp may nhiều vậy ta? Rồi, hết ưu tiên nha. Bây giờ thì mình Dazzling Gleam thôi. Không còn gì phải sợ nữa hết. Xong tôi sẽ... Tôi không chắc là con Flutterman nó sẽ bị dứt điểm sau đòn của Miradon nên là tôi sẽ dùng nhắm hết mọi nỗ lực cho con Flutterman luôn. Phải xử cho bằng được con Flutterman mới được. Đúng như dự đoán, nó còn miếng máu. Chúng ta vẫn còn sống. Nó bị giảm 3 bậc công đặc biệt mà sát thương nó còn cao dữ hả ta? Ghê vậy. Hãy xem ấu trùng bé bé dứt điểm ở đây. Dạ. Đúng là cục cưng của anh. Đừng có thấy em mày nhỏ mà xem thường nha mày. Dazzling Gleam. Bảo vệ một lần nữa. Sarabot chỉ cần đứng đó thôi. Búp sức mạnh là được rồi. Bye bye. Thế là chúng ta đã thắng được một trận nữa. Hôm nay cũng hên nhờ. Hôm nay hên. Đồng ý, hôm nay hên thiệt. Đối thủ bị tê liệt hoài luôn. Ý là họ sẽ có 25% không thể làm được gì trong lượt đó. Và nãy giờ đánh 2 trận thì toàn đúng lúc quan trọng không à. Hy vọng là
hy vọng là đợt sau này nó cũng sẽ được may mắn như vậy. Tôi đang thấy bên kia là có một cái tổ hợp rất lâu rồi chưa thấy, đó chính là Terrakion với lại Whimsicott. Chiyu nữa. Không biết là bên đó sẽ xài con gì. Lunala cũng mạnh lắm á. Lunala trong Trick Room mạnh lắm á. Rồi, một tổ hợp quen mắt lạ thường. Ok, ok, bình tĩnh nha. Thật ra tôi không biết cách nào để mà ngăn con Whimsicott sử dụng beat up lên con Terrakion hết. Tôi sẽ Tailwind để tăng tốc độ. Ok, ok, cũng đúng đi ha. Tailwind, ok luôn. Bên đây cũng nổi gió luôn. Tôi nghĩ là mình chắc là con Whimsicott nó sẽ có Focus Sash, cho nên là không biết chiêu Hurricane này có bị trượt không ta. Bây giờ không có trời mưa, mà set up trời mưa thì không kịp để sử dụng Thunder Wave lên con Terrakion. Tôi cần nó bị tê liệt. Beat up rồi. Rồi chúng ta đứng đây coi nó tăng 3 bậc tấn công vật lý như là con siêu nhân biến hình luôn. Có cách nào làm cho vụ này nó nhanh hơn không trời? Mỗi lần nó tăng cho mình đau tim quá. Ok, tôi thấy là mình sắp bị xử tới nơi rồi. Ủa sao bên đó? Chắc bên đó cầm Cover Clock. Bên đó không cầm Focus Sash. Nhưng mà con Terrakion nó quá xanh rồi. Hết cú luôn. Hên là con Zapdos nó né được á. Nhưng mà giờ cho con nào ra nó cũng đáng sợ hết. Sao đây ta? Chachabug ra và xử con Terrakion đi nè. Môi trường tâm linh, Indeedee được. Chắc con Indeedee này theo hướng tấn công, không phải theo hướng hỗ trợ rồi. Tôi sẽ Thunderbolt lên con Terrakion với hy vọng là, tôi không nghĩ là một hit đi luôn con Terrakion đâu. Cho dù được tăng 30% sát thương đi chăng nữa, con Terrakion nó cũng cứng mà. Không được rồi, không được rồi. Death Flag của chúng ta khá là bự rồi đó. Ê, không ổn rồi. Nó Rock Slide một cái. Eo, Rock Slide một cái thì Zapdos cũng đi thôi bạn hiền ơi. Nó xanh quá mày ơi. Trick Room rồi. Eo, bây giờ cái hy vọng của chúng ta là chiêu lân của con Chachabug nó sẽ giảm một bậc công vật lý của con Terrakion xuống. Ủa mà con Terrakion cầm theo trang bị gì vậy ta? À đừng nói là Charge Band nha. Chắc Charge Band rồi, nãy giờ nó có xài. Chắc Charge Band quá. Protect đi. Nãy giờ nó không xài chiêu khác. À không, nó có xài Protect mà. Giờ nó không phải Charge Band. Nó cầm trang bị gì vậy? Lunala. Để một chút hồi nó, người ta cho con Indeedee ra trận lại thì nó sẽ đè môi trường tâm linh luôn. Eo, giảm một bậc công vật lý đi nào. Ok, cũng được. Hy vọng chúng ta còn khả năng sống sót. Trượt đi, hãy trượt đi. Không trượt. Đánh ta không trượt phát nào luôn. Anh chắc
Ok. Tôi thấy cái mùi là chúng ta sẽ thua rồi đó. Mà đánh tới phút cuối cùng coi nào. Con Terrakion nó đang quá xanh rồi. Mình không có Haze. Tôi kiếm hoài con hệ điện, không có con nào hỗ trợ mà có chiêu Haze hết. Chơi mono hệ nó bị giới hạn nha. Rồi, chúng ta không còn mạnh như trước nữa rồi. Bị đè môi trường điện rồi. Ok, nó protect. Đương nhiên nó phải protect rồi. Sao mà nó đánh liên tục chúng ta được. Nhưng mà nó cũng cẩn thận ha. Chứ không, bạn này đánh cẩn thận nè. Chứ nếu mà tôi là tôi đang thấy tôi trong tick room, tốc độ tôi nó có thể nhanh hơn con Mirrodon là tôi đã xử con Mirrodon rồi á. Bạn này cũng cẩn thận á. Tôi nghĩ là tôi sẽ protect cho con Mirrodon. Cái điều hy vọng duy nhất của tôi ở đây là con Indiri nó xài Expanding Force thì... Eo, vẫn chưa chết. Tức thế. Hơn. Nó bị... Nhưng mà Expanding Force... Sống giùm đi chơi Jabot. Mặc dù trong môi trường tâm linh nhưng mà mày sống giùm đi. Nó không sống luôn. Wow. Thì cũng đúng đi, con Indiri này theo hướng tấn công mà. Trong môi trường tâm linh nó có Expanding Force nữa, sao mà chống lại được. Trick Room còn một lượt nữa. Bây giờ chơi liệu không? Trick Room còn một lượt nữa, nếu mà hết Trick Room thì mình thắng. Nhưng mà mình giờ mình protect rồi. Mình không còn đường lui nữa rồi. Nếu mà protect lần thứ hai liên tiếp mà thành công thì mình thắng. Rồi, không thắng, tuyệt. Đơn giản thôi. Thắng thua đơn giản thôi. Môi trường Expanding Force, sống. Không sống luôn, tuyệt vời luôn, đỉnh cao luôn. Mình cũng đúng đi, con Terrakion nó xanh quá. Với là team này tôi chưa bắt gặp lần nào cho nên... Yeah, không sao cả. Thắng thua là chuyện của trời. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tập đánh răng lần này. Hẹn gặp lại các bạn trong tập đánh răng tiếp theo vào tuần sau. Bye bye.